đến nghệ nhân Phỏ Văn Hải, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến anh qua cuốn sách bìa bằng nu cây cà phê duy nhất hay tác phẩm Kỳ Thạch Phi Ngoạn Ảnh, viên đá ghi nhiều hình ảnh nhất được xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2011. Và mới đây, anh được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục bộ tem bằng gỗ đầu tiên về cộng đồng 54 dân tộc anh em. Bộ tem gỗ đã truyền tải đến người xem một cách trọn vẹn về các dân tộc Việt Nam thật lạ lẫm, độc đáo. Đây là đứa con tinh thần mà anh Hải đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết với mong muốn quảng bá những nét đặc sắc của các dân tộc một cách đầy đủ đến với mọi người cũng như du khách nước ngoài. Bộ tem Cộng đồng các dân tộc Việt Nam ra mắt dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 54 mẫu thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S đã để lại nhiều cảm tình với anh. Cũng vì vậy mà anh đã khoác lên cho chúng một diện mạo mới trên chất liệu mới, đó là gỗ bạch tùng. Bộ tem này được xem là một công trình nghệ thuật ý nghĩa có giá trị bảo tồn và nghiên cứu, góp phần gìn giữ, tôn vinh, tuyên truyền và giáo dục truyền thống yêu nước, phát huy những truyền thống văn hóa cũng như tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em. Trong quan niệm sống của mình có thể mình khóc nhưng để cho dạng người cười đó một niềm phúc biết của mình. Mình cũng thích quẹt lên một que diêm rồi mỗi người dục lên một cây củi để cho cái tinh thần dân tộc bùng lên là như thế đó. Bất cứ niềm đam mê nào cũng được đánh đổi bằng nhiều thứ. Với anh Hải cũng vậy, để có được những con tem gỗ làm đẹp cho đời như thế này, anh đã đánh đổi khá nhiều thứ mà không thể mua được bằng tiền. Ngoài ý tưởng hay thì nguyên vật liệu là yếu tố không thể thiếu cho một tác phẩm. Qua nhiều lần thử nghiệm thất bại, anh đã tìm ra hướng mở cho bài toán khó về nguyên liệu. Gỗ bạch tùng và gỗ dừa là hai loại gỗ sáng giá. Bởi lẽ hai loại gỗ này khi được xử lý kỹ sẽ duy trì được tuổi thọ hàng trăm năm, trong khi những loại khác có tuổi thọ ngắn hơn từ 15 đến 20 năm. Đặc biệt, thế mạnh của gỗ này khi phủ lớp sơn PU lên sẽ chuyển màu, làm nổi bật, tôn vinh bộ tem. Ngoài ra, hai loại gỗ này còn có một ý nghĩa đặc biệt với anh. Bạch tùng nó là một cây mà nó có thể rằng đại diện cho cái vùng đất tôi đang sống là ở tỉnh Đắk Lắk. Còn cái diện của nó tôi làm bằng cây dừa. Cây dừa tại sao tôi phải lấy cây dừa? Vì cây dừa đó là một hình móng sâu đậm giữa Tiền Giang và Bến Tre, là quê hương nơi sinh ra tôi. Nên giữa đó là tôi dựa lấy là cây dừa để ôm ấp cái cây bạch tùng. Có nghĩa là giữa quê hương tổ tiên của tôi và nơi tôi đang sinh sống thực tại tôi. Khi vẽ chân dung thì bắt buộc khi mà vẽ thì chúng ta phải tập trung hết tâm lực để thổi lên cái chân dung của một dân tộc đó và mới có thể thể hiện được. Thật sự ra đó là mỗi dân tộc có một sức thái riêng. Mà khi thứ nhất là mình phải tìm để am hiểu phong cách của từng dân tộc thì mình mới có thể mà phát họa lên.
thì chắc chắn là sẽ giỏi hơn tôi rất nhiều. Thì sẽ dựa theo cái cơ bản này mà có thể quảng bá hình ảnh này và đưa cái những bộ tem gỗ, những con tem bộ 5 con 3 con đến thành những bộ sưu tập đến những khách du lịch mà khi đến Việt Nam này. Thì tôi cũng làm cái này thì không phải chủ yếu là tôi kinh doanh, nhưng mà tôi làm đây là một cái thông điệp. Và tôi cũng hy vọng rằng những tuổi trẻ của mình nhạy bén, rất nhạy bén, sau này cũng dựa theo cái cơ sở này mà có thể tạo ra một nguồn kinh tế thu nhập và quảng bá hình ảnh nghệ thuật Việt Nam ra đến nước ngoài. Mà cái này thì thật sự ra nếu làm tem trên gỗ này thì hầu như đây là lần đầu tiên người Việt Nam mình làm tới chuyên nước ngoài.